Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con được xin các bạn. Bộ mẹ con được xin nha. Đây được xin nè, bộ mẹ nè các bạn. Mẹ vẫn được xin lứa 3. Mẹ với bộ mẹ với được xin là sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh hết, mẹ mẫu Bombay vẫn được xin lứa thứ 3. Đó, được xin sái tích nghiêm chỉnh bạc gu nè. Yếm dầu nghiêm chỉnh nè, chân móng hoàn thiện nè các bạn. Được xin nha. Mẹ đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Bộ mẹ gắt lọc sinh được 1 tháng 17 ngày. Bộ mẹ gắt lọc sinh được 1 tháng 17 ngày các bạn. Đó, được xin nè, bạc gu nè, sái tích. Sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn, không lan giá nha. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng đều hoàn thiện hết nè. Mẹ đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Mẹ đúng mẫu Bombay nữa, mẹ quyền bò không lan giá. Rúng, chiền, yếm dày, bốn vú đều ro, này vú hết biết rồi các bạn thấy không? Lông đuôi thì một chùm, bạc gu. Sái tích thì nghiêm chỉnh, mẹ mẫu Bombay. Vẫn được xin lứa 3. Bà mẹ gắt lọc xin được 1 tháng 17 ngày các bạn. Bà mẹ gắt lọc xin được 1 tháng 17 ngày. Bộ mẹ con này chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Mẹ bốn vú đều ro luôn các bạn thấy không? Trúng chiền nè. Sái tích nghiêm chỉnh. Bà mẹ sẽ lưng, sẽ mặt, sẽ lưng nghiêm chỉnh, gu thì bật nha các bạn. Vẫn được xin nè, xin giá hai hòn đèn khui. Mẹ sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh. Đó, không lan giá nha các bạn. Bà mẹ không lan giá nha. Mẹ quyền bò không lan giá. Vẫn được xin. Bà mẹ gác lọc xin được 1 tháng 17 ngày các bạn. Bà mẹ gác lọc xin được 1 tháng 17 ngày. Giá là 27 triệu. Đây, mẹ cao 1m26 bò, mẫu Bombay, bạc gu. Đít thì cao 1m32. Mẹ cao 1m26 bò, đít cao 1m32. Vẫn được xin. Đây. Được xin cao 1m02 bò. Bà mẹ vẫn được xin là lứa 3. Bà mẹ gác lọc xin 1 tháng 17 ngày. Giá là 27 triệu bộ mẹ con này các bạn, 27 triệu. Đó. Bộ mẹ con được xin này giá 27 triệu nha các bạn. Bao lòi luôn cho anh em luôn nha. Đó. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, mẹ rúng yếm bốn vú đều, bạc gu, chân móng đều hoàn thiện, giá 27 triệu các bạn. Bà mẹ gác lọc sinh được 1 tháng 17 ngày. Đó, mẹ cao 1m26 bò, đít thì cao 1m32, vẫn được xin cao 1m02 bò, lứa 3, giá 27.